Chiều ngày 23 tháng 6, U16 Việt Nam đã có buổi tập luyện nhằm phục hồi thể lực cũng như hướng đến trận thứ hai gặp U16 Campuchia tại lượt trận thứ hai của bảng B giải U16 Đông Nam Á 2024. Buổi tập kéo dài trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bắt đầu vào giải nên các yêu cầu về cường độ tập luyện của huấn luyện viên Trần Minh Chiến đưa ra không còn quá cao như trong thời gian chuẩn bị. Do mới thi đấu vào ngày hôm trước nên trong buổi tập này, 8 cầu thủ ở đội hình đá chính nhưng chơi từ phút thứ 70 trở lên tham gia phần khởi động và chơi bóng nhẹ nhàng ở một phần sân. Trong lúc đó thì các cầu thủ dự bị hoặc là vào sân từ ghế dự bị tập luyện nhiều hơn bình thường. Ở phần sân tập chuyên môn, huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã yêu cầu các học trò thực hiện các pha tổ chức, phối hợp hãm thành cũng như dứt điểm cầu môn để đảm bảo sự chính xác cao nhất khi đối đầu với đối thủ cứng hơn so với U16 Brunei là U16 Campuchia. Nhìn chung, không khí của toàn đội vui vẻ sau khởi đầu thuận lợi trước U16 Brunei. Tất cả các cầu thủ đảm bảo được sức khỏe tốt nhất. Huấn luyện viên cũng thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ trong sinh hoạt cũng như là tập luyện nhằm đảm bảo được tình hình sức khỏe ổn định để tham dự tất cả các trận đấu trong thời gian sắp tới. Lịch thi đấu của U16 Việt Nam được đánh giá khó dần qua từng trận đấu. Ở lượt trận thứ hai, Gia Bảo và đồng đội sẽ được gặp U16 Campuchia. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng này đã bất ngờ ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U16 Myanmar, khiến cho cuộc đua đến ngôi đầu bảng trở nên khó lường ở chặng đường phía trước. Để chuẩn bị cho trận đấu với U16 Campuchia cũng như nghiên cứu sức mạnh của U16 Myanmar, tối ngày 22 tháng 6, huấn luyện viên Trần Minh Chiến cùng với trợ lý Lê Hải Anh đã trực tiếp để theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng này. Đây là trận đấu then chốt giữa hai đội ở vòng bảng nên cả hai đội tung ra đội hình mạnh nhất, thể hiện hết khả năng của mình. Cùng với tính chất ấy nên huấn luyện viên Trần Minh Chiến cùng ban huấn luyện U16 Việt Nam chắc hẳn đã nắm rõ về sức mạnh của U16 Campuchia nên sẽ có phương án tối ưu để khắc chế sức mạnh của đối phương, qua đó hướng đến một kết quả tốt nhất. Trận đấu thứ hai của U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Campuchia cũng sẽ diễn ra trên sân Siwe Dari, nhưng diễn ra vào lúc 19:30 ngày 25 tháng 6. Đá vào buổi đêm nên ban tổ chức sẽ bố trí buổi tập của ngày 24 tháng 6 của thầy trò ông Trần Minh Chiến diễn ra vào lúc 18 giờ để làm quen với ánh đèn. Tập trung đi.